Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Xin kính chúc quý vị và các bạn năm mới vạn sự như ý. Chương trình thời sự hôm nay có những nội dung chính sau đây. Những con số nổi bật về thu ngân sách nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2022. Sức sống mới ở khu tái định cư. Các nhà lãnh đạo phương Tây cố gắng duy trì một mặt trận thống nhất trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 24 tháng 1, tức ngày mùng 3 Tết âm lịch, hòa chung không khí vui xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, trên địa bàn thành phố Hòa Bình có rất nhiều điểm khai xuân, khu tham quan vui chơi. Tại một số điểm như tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, biểu tượng linh vật gia đình nhà Mèo chào xuân Quý Mão tại quảng trường Hòa Bình, chùa Phật Quang đã đón một lượng khách lớn đến tham quan. Năm nay, thời tiết khá thuận lợi cho việc du xuân và chơi Tết, do đó từ sớm tại các khu vui chơi đã tập trung rất đông người đến vãn cảnh, chụp hình. Để phù hợp với không khí xuân, các điểm tâm linh cũng như các khu vui chơi đều được quan tâm đầu tư trang trí, tạo hình phong phú, đẹp mắt, qua đó mang lại nhiều trải nghiệm thú vị mới mẻ cho người dân, du khách trong những ngày đầu năm mới. Cũng trong ngày hôm nay, nhiều cửa hàng, điểm kinh doanh và một số tiểu thương các chợ trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã mở hàng trở lại. Trên trục đường chính như đường Cù Chính Lan, Đại lộ Thịnh Lang, đường Trần Hưng Đạo, các điểm kinh doanh, điểm dịch vụ vui chơi giải trí thường tổ chức có các chương trình khuyến mại lì xì đầu năm dành cho khách hàng nhân dịp năm mới. Để đảm bảo phục vụ nhu cầu lượng khách tăng cao trong các ngày nghỉ Tết, các cửa hàng đã sắp xếp lịch nghỉ Tết trực luân phiên để đảm bảo nhân viên có thời gian nghỉ ngơi và vẫn phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, các điểm kinh doanh thương mại dịch vụ đều mở cửa hoạt động sớm, đảm bảo cung ứng nhu cầu, nhu yếu phẩm của người dân dịp trong và sau Tết không bị gián đoạn, góp phần ổn định nguồn cung thị trường. Bên cạnh phương châm phục vụ khách chu đáo hơn, nhiều nhà hàng, cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống vui chơi giải trí không tăng giá dịp Tết để thu hút thực khách, du khách. Ngay trong ngày mùng 3 Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân, huy động trên 40 cán bộ chiến sĩ, chia thành 5 tổ kiểm tra nồng độ cồn tại các huyện như Lương Sơn, Tân Lạc, đường mòn Hồ Chí Minh và thành phố Hòa Bình. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nói chung và vi phạm nồng độ cồn nói riêng. Trong đó, cùng với công tác tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm như quốc lộ, lực lượng công an sẽ tăng cường phối hợp xử lý các vi phạm trên các tuyến từ thành thị đến nông thôn nhằm góp phần hạn chế tai nạn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ghi nhận trong ngày ra quân, cơ bản người dân tại các địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về việc không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia. Theo kế hoạch, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề. Người điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ ngày 21 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 6 tháng 2 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, do tác động nặng nề của dịch COVID-19, thời điểm đầu năm, cộng với tình hình kinh tế thế giới bất ổn, trong nước, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân. Trước bối cảnh đó, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước với những con số khả quan. Chúng ta hãy cùng nhìn lại những kết quả nổi bật trong năm qua. Triển khai công tác thuế năm 2022 trong bối cảnh dịch COVID-19 còn phức tạp. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh đạt 6.410 tỷ đồng, trong đó thu từ thuế phí đạt 3.443 tỷ đồng, bằng 145% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 15% chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh, thu tiền sử dụng đất đạt gần 2.637 tỷ đồng, tăng 120% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.
Hai năm qua thì tình hình cái dịch Covid nó tác động đến tất cả các mọi lĩnh vực, trong đó có cái lĩnh vực sản xuất của riêng đối với công ty của chúng tôi. Mặc dù như vậy nhưng công ty cũng cố gắng tìm đủ mọi cách giải pháp để đủ việc làm cho người lao động. Công ty cũng đã thực hiện đầy đủ cái nghĩa vụ trách nhiệm đối với nộp ngân sách nhà nước. Năm 2022, 10 trên 10 huyện thành phố có số thu từ thuế phí đều hoàn thành vượt mức dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Có được kết quả trên, Cục Thuế tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý thuế trên địa bàn, triển khai kịp thời có hiệu quả các chính sách của Quốc hội, Chính phủ về hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, thực hiện miễn giảm thuế 445 tỷ đồng, thực hiện giãn thời gian nộp thuế cho gần 600 lượt người nộp thuế với số tiền 133 tỷ đồng, tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế thông qua các kênh truyền thông, tổ chức đối thoại trực tiếp với người nộp thuế, đẩy mạnh ứng dụng thông tin, góp phần cải cách, hiện đại hóa, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý thuế. Thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước thì có thể nói là hết sức khó khăn do đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đối với các doanh nghiệp cũng như các hộ kinh doanh, Chi cục thuế đã tập trung là đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế mới cũng như là triển khai các cái giải pháp của chính phủ về để tăng cường tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và các cái chế độ chính sách miễn giảm gia hạn nộp thuế. Ngành thuế đã triển khai theo đúng lộ trình và có hiệu quả đối với triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn. Đến nay 100% các doanh nghiệp và hộ kê khai đã sử dụng hóa đơn, với số lượng hóa đơn phát hành trong năm 2022 khoảng gần 6 triệu số, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra với 401 cuộc, qua đó truy thu cho ngân sách tỉnh 56 tỷ đồng, đẩy mạnh công tác xử lý và thu hồi nợ thuế, đã thu được 438 tỷ đồng nợ thuế năm 2021 chuyển qua. Năm 2022, ngành thuế tỉnh đã thu được thuế của nhiều doanh nghiệp có số nợ lớn và dây dưa kéo dài nhiều năm. Triển khai cái nhiệm vụ dự toán năm 2023 theo chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh Hòa Bình sẽ tập trung mọi cái nguồn lực thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách để phấn đấu thu hoàn thành cái vượt mức cái dự toán Chính phủ giao, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Thứ hai là Cục Thuế sẽ triển khai kịp thời và có hiệu quả về cái kế theo cái chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh Hòa Bình về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, cũng như là các giải pháp nâng cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Năm 2023, tỉnh Hòa Bình phấn đấu thu ngân sách nhà nước 6.900 tỷ đồng với nhiều giải pháp đồng bộ. Kỳ vọng năm 2023, tỉnh Hòa Bình sẽ hoàn thành vượt mức thu ngân sách nhà nước, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Thưa quý vị và các bạn, khi những cành hoa đào đang khoe sắc thắm, bung nở trong nắng, điểm tô thêm những sắc màu tươi mới đầy hy vọng của mùa xuân. Với sự hỗ trợ của chính quyền các cấp và nỗ lực của người dân, kinh tế xã hội ở khu tái định cư Đồng Xe, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn đang ngày càng khởi sắc. Người dân nơi đây đang phấn khởi đón một mùa xuân mới đủ đầy, ấm áp hơn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Gia đình bà Bùi Thị Nươi là một trong 64 hộ dân ở xóm đá xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn được chuyển lên khu tái định cư Đồng Xe để nhường hơn 1.000 mét đất ở và đất sản xuất cho công trình Hồ Cánh Tạng. Trên diện tích 400 mét vuông được cấp ở khu tái định cư, không được rộng rãi như nơi ở cũ, nhưng gia đình bà Nươi đã xây dựng nhà kiên cố với đầy đủ sân vườn, chuồng chăn nuôi. Sau gần 2 năm lập nghiệp trên nơi ở mới, đến nay cuộc sống của gia đình bà Nươi và bà con trong khu dần ổn định, phát triển hơn nơi ở cũ. Trong không khí đón Tết cổ truyền Quý Mão năm 2023, gia đình bà đã chuẩn bị đầy đủ cành đào, bánh chưng, thịt gà, thịt lợn và trang hoàng nhà cửa. Tất cả tạo nên một không gian đầy màu sắc của khu dân cư mới, tràn ngập niềm vui, sự đồng thuận của ý đảng, lòng dân. Chúng tôi lên đây ổn định hơn mấy năm trước rồi, bây giờ cái gì nó cũng đủ có hết rồi, ổn định hết rồi. Bây giờ chúng tôi năm nay, năm 2023 này, cái gì bây giờ nhà ổn định rồi, bây giờ nhà ai cũng có lợn, gà nuôi, mỗi nhà một vài con để chuẩn bị Tết rồi, gạo nếp cũng cấy được rồi.
Cái gì bây giờ cây cối, lá dong cũng trồng được rồi thì sắm được Tết hết rồi ạ. Hy vọng được đón một cái Tết cho thật đầm ấm, vui vẻ. Xuống dưới đây là đầy đủ, có điện này, có đường này, nó đường là ngõ xóm sạch sẽ rồi. Là so với cái chỗ ở mới này là cũng thấy là tốt hơn cái chỗ ở cũ. Trong năm 2023 thì là khu tái định cư này mong ước là tiếp tục Đảng và Nhà nước quan tâm để trong dân này, người dân này đỡ phải đi làm ăn xa, để phát triển kinh tế, xây dựng khu tái định cư có một cái cuộc sống đầy đủ ấm no hơn ạ. Khu tái định cư Đồng Xe, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn hiện có 64 hộ dân với trên 300 nhân khẩu, trong đó 100% số hộ là người dân tộc Mường. Đây là khu tái định cư duy nhất của xã dành cho các hộ nằm trong vùng, nằm trong dự án công trình hồ Cánh Tạng. Những năm đầu chuyển về khu tái định cư sinh sống, hầu hết các hộ dân thiếu đất sản xuất, thiếu kinh nghiệm và cả tập quán sinh hoạt. Cùng với việc quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước xây dựng về cơ sở vật chất hạ tầng, huyện Lạc Sơn đã chỉ đạo các ngành chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế. Đến nay, bà con nơi đây đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm cho năng suất cao hơn. 100% các hộ dân có nhà ở kiên cố, 90% số hộ đạt gia đình văn hóa, thu nhập bình quân đầu người hết năm 2022 đạt 47 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11%. Đối với cái dự án hồ chứa nước Cánh Tạng này, đây là một cái công trình rất là lớn, từ bộ đến tỉnh và đến huyện, thì cũng mong muốn chính quyền địa phương mong muốn là sau khi hồ chứa nước Cánh Tạng mà đi vào hoạt động và ổn định đi, thì bà con nhân dân của chúng ta sẽ có nhiều cái sự đầu tư về phát triển kinh tế, và sang năm 2023 thì chắc chắn rằng cái khởi sắc nữa là bà con nhân dân đã sẽ tin tưởng được vào cái sự điều hành và của chính quyền, và cái nhận thức của bà con nhân dân sẽ có rất nhiều cái đổi mới hơn. Một năm bắt đầu từ mùa xuân và sự khởi đầu cho cuộc sống tươi đẹp mới đã về trên khu tái định cư Đồng Xe của xã Yên Phú. Cuộc sống của người dân đã bắt đầu ổn định, họ như cái cây đã bắt đầu bén rễ, đâm chồi nảy lộc. Các hộ đều phấn khởi đón chào xuân mới với niềm vui, hạnh phúc đong đầy. Sức sống mới, sức sống của niềm tin vào một tương lai tươi sáng và một cuộc sống tốt đẹp hơn đang hiện hữu nơi đây. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, những dấu ấn văn hóa năm 2022. Nối lửa cho người nối di sản. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, những nốt trầm do dịch bệnh COVID-19 đã dần qua đi. Tỉnh Hòa Bình bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa xã hội. Trong năm đã có nhiều những sự kiện văn hóa nổi bật được tổ chức, thu hút lượng khách du lịch lớn tới tỉnh tham quan du lịch. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những dấu ấn văn hóa của năm 2022. Việc đăng cai tổ chức thành công bộ môn xe đạp trong chương trình SEA Games 31 được tổ chức tại Hòa Bình là sự kiện thể thao đầu tiên đánh dấu sự trở lại của ngành văn hóa Hòa Bình sau một thời gian dài trầm lắng vì đại dịch COVID-19. Môn xe đạp tại SEA Games 31 có 8 quốc gia tham dự với gần 300 vận động viên và huấn luyện viên. Việc tổ chức môn xe đạp tại SEA Games 31 là cơ hội thuận lợi để tỉnh Hòa Bình quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, vùng đất và con người Hòa Bình, các giá trị văn hóa dân tộc đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đây là lần đầu tiên tôi đến Hòa Bình và chứng kiến cuộc sống của người dân phục hồi sau dịch COVID-19. Ấn tượng với cảnh quan đẹp và nhiều cây xanh, các hiện vật rất giá trị. Tôi đã có những bức hình lưu niệm rất đẹp tại đây. Một điểm nhấn trong lĩnh vực văn hóa là trong năm 2022, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thành công chương trình nghệ thuật
Hòa Bình Thanh Âm Sứ Mường, Carnival 2022 và đón nhận bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cho hai di sản văn hóa là chi thức dân gian lịch tre của người dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình và lễ hội khai hạ Mường Bi huyện Tân Lạc. Chương trình có sự tham gia của hơn 300 diễn viên chuyên nghiệp và nghệ nhân, mang đến nhiều tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc, ca ngợi vẻ đẹp lịch sử, truyền thống, văn hóa đa sắc màu của vùng đất và con người Hòa Bình. Được xem và được cái nhà nước nó cái chứng nhận cho là cái lịch đoay này từ cái đời nào, lấy cái que này để nó làm cái sách xem rồi xem ngày cũng vào cái sách này, sách đoay, sách quan này. Chúng tôi là dân tộc Mường cũng rất là tự hào. Một sự kiện văn hóa nổi bật trong năm 2022 nữa, đó là tỉnh Hòa Bình tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia về chủ đề 90 năm thế giới công nhận nền văn hóa Hòa Bình. Những phát hiện tại di tích khảo cổ tiêu biểu về văn hóa Hòa Bình mới khai quật tại huyện Lạc Sơn. Thông qua sự kiện này, tỉnh mong muốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, tôn vinh những giá trị khảo cổ đặc sắc của nền văn hóa Hòa Bình, đồng thời bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đối với những đóng góp lớn lao của nhà khảo cổ học người Pháp Mederin Colani, người đã có công phát hiện và đặt tên cho nền văn hóa Hòa Bình, qua đó tạo tiền đề để phát triển du lịch gắn với những giá trị lịch sử khảo cổ. Ngay từ sau khi được xác lập cái khái niệm về văn hóa Hòa Bình, văn hóa thời kỳ tiền sử mà bà Colani là cái người đề xướng từ năm 1932, thì có thể nói chúng ta đều rất trân trọng tất cả các chế độ chính trị, không phải chỉ riêng người Việt Nam chúng ta, không phải chỉ riêng người Pháp, mà tất cả đều trân trọng cái giá trị ấy. Với những chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về việc vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế, các chính sách kích cầu du lịch được tỉnh triển khai, ưu tiên bố trí và huy động các nguồn lực để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, hướng đến các thị trường mục tiêu. Do đó, năm 2022, tổng khách du lịch đến tỉnh Hòa Bình ước đạt 2,58 triệu lượt khách, đạt 100% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế 100.000 lượt và khách nội địa 2,48 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.400 tỷ đồng, tăng 118,2% cùng kỳ năm trước. Thế và một loạt sẽ có một loạt các cái hoạt động để sự kiện về văn hóa, về thể thao, về du lịch để thông qua các cái hoạt động này sẽ tiếp tục góp phần cho cái công tác bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc Hòa Bình, đẩy mạnh cái xúc tiến quảng bá và cũng là thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình ngang tầm với cái điều kiện về tài nguyên nhân văn, văn hóa và thiên nhiên của chúng ta. Có thể khẳng định rằng năm 2022, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hòa Bình đã có nhiều hoạt động văn hóa mang ý nghĩa thiết thực, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của người dân, góp phần vào việc ổn định và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Năm 2022 đã qua đi trong lắng đọng sâu sắc, trong niềm tự hào và ý thức gìn giữ phát huy các giá trị di sản của nhân dân các dân tộc trên quê hương Hòa Bình giàu bản sắc văn hóa để mở ra những khát vọng mới, thành quả mới về sự đổi thay trong năm mới 2023. Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh có đông đồng bào dân tộc sinh sống, Hòa Bình sở hữu khối di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú cùng số lượng nghệ nhân đông đảo. Họ được coi là những báu vật nhân văn sống, bền bỉ, giữ gìn trao truyền các di sản trong cộng đồng. Trong không khí của mùa xuân, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những người kết nối di sản trên quê hương Hòa Bình. Nghệ nhân Bùi Văn Minh ở xóm Mận, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn có kinh nghiệm đi mo gần 30 năm nay. Là một thầy mo có uy tín, ông thường tham gia thực hiện các nghi lễ ở gia đình hay cả vùng Mường. Năm 2016, ông cùng các nhà nghiên cứu văn hóa tham gia sưu tầm, biên soạn kịch bản, khôi phục di sản lễ hội Đền Băng xã Ngọc Lâu, phục dựng lễ hội Đình Khênh xã Văn Sơn. Hiện nay, ông thường xuyên tham gia nói chuyện và truyền dạy vốn văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Mới đây trong năm 2022, ông là đại diện đầu tiên của tỉnh Hòa Bình, được Chủ tịch nước công nhận, trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng. Được sự quan tâm của tỉnh, huyện và các nhà trường để bảo tồn và lưu giữ
và phát huy bản sắc để giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Mường nói riêng, tất cả Việt Nam nói chung. Là tôi rất là mong rằng là trên các cấp trên cũng quan tâm đến cái công việc mà hai nữa là những cái bản sắc. Trong guồng quay của xã hội hiện đại, các giá trị của văn hóa Mường không còn đậm đặc như xưa. Với tâm huyết đặc biệt dành cho di sản văn hóa, các nghệ nhân dân gian đã cùng thực hiện một hành trình đầy quyết tâm, đó là kết nối với nhau, trao truyền lại di sản. Hiện nay, hình thức câu lạc bộ Mo Mường xuất hiện, thu hút sự tham gia tích cực của nhiều nghệ nhân. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 5 câu lạc bộ Mo Mường ở các huyện Lạc Sơn, Tân Lạc, Cao Phong, Yên Thủy, Kim Bôi. Bình quân mỗi câu lạc bộ có từ 35 đến 40 hội viên. Các cái nghệ nhân Mo Mường tập hợp được lại với nhau trong các câu lạc bộ đó là một cái thành công lớn. Cái thứ hai nữa là để họ có dịp được trao dồi cũng như là được trao đổi với nhau về cái lĩnh vực văn hóa, trong đó có cái lĩnh vực Mo Mường. Và cái thứ ba nữa là tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái sân gọi là để nói là chơi thì không đúng nữa, nhưng mà để cho mọi người có cái dịp để mà cùng với nhau tìm hiểu các cái rón mo, các cái chương mo của các cái vùng miền khác nhau, để từ đó góp phần trong cái công tác bảo tồn và phát huy di sản Mo Mường trong đời sống đương đại của chúng. Đam mê tâm huyết với văn hóa dân tộc, các nghệ nhân dân gian đã dành nhiều công sức, thời gian và tiền bạc của gia đình để góp phần gìn giữ bảo tồn di sản của ông cha. Nhờ đó mà các giá trị văn hóa và di sản tiếp tục được lưu truyền. Những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống các dân tộc của tỉnh Hòa Bình đã được tăng cường và chú trọng thực hiện. Nhiều loại hình di sản văn hóa được bảo tồn, phát huy, quảng bá rộng rãi đến bạn bè trong nước và quốc tế. Thành quả đó có công lao đóng góp to lớn của các nghệ nhân với vai trò là những người sáng tạo, gìn giữ, phát huy và trao truyền lại cho thế hệ mai sau để văn hóa truyền thống luôn tồn tại và phát triển cùng với nhịp sống hiện đại. Chuyển sang các tin tức quốc tế, các nhà lãnh đạo phương Tây đã cố gắng duy trì một mặt trận thống nhất trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng họ đang cho thấy liên minh của họ có một số rạn nứt. Các đồng minh tin rằng quân đội Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác. Một số muốn cung cấp cho lực lượng Ukraine xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất. Họ cần sự cho phép của lãnh đạo Đức. Thủ tướng Ba Lan Morawiecki cho biết hôm thứ Hai rằng chính phủ của ông sẽ yêu cầu sự chấp thuận nhưng vẫn tiếp tục ngay cả không nhận được sự đồng ý. Các nhà lãnh đạo Đức đã nỗ lực kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai để thúc đẩy hòa bình và đồng thuận. Họ gợi ý rằng họ sẽ sẵn sàng cho phép các đồng minh của họ gửi xe tăng, nhưng họ vẫn đang xem xét trước khi quyết định. Người phát ngôn chính phủ Đức cho rằng nên cân nhắc mọi thứ trước khi thực hiện một bước liều lĩnh mà cuối cùng có thể phải hối hận một cách cay đắng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc các quan chức phương Tây sử dụng vũ khí của họ để tiến hành cái mà ông gọi là chiến tranh hỗn hợp. Ông cho biết, với những chuyến hàng mới nhất, họ đã đưa cuộc chiến đến gần hơn với cuộc chiến thực sự. Trong khi đó, Liên minh châu Âu vừa phê duyệt gói viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu euro cho Ukraine. Động thái diễn ra khi 27 ngoại trưởng của EU nhóm họp tại Bruxelles, Bỉ hôm 23 tháng 1. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết, giải quyết tỷ lệ sinh giảm của đất nước sẽ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ do ông lãnh đạo. Ông đã đưa ra nhận xét này vào thứ Hai trong bài phát biểu về chính sách của mình tại ngày đầu tiên của phiên họp thường kỳ của Quốc hội, cho biết số ca sinh ở Nhật Bản năm ngoái ước tính dưới 800.000. Ông cảnh báo nước Nhật đang trên bờ vực mất chức năng xã hội do tỷ lệ sinh giảm mạnh. Ông cho biết chính phủ sẽ cố gắng thực hiện các biện pháp đối phó chưa từng có để tăng số ca sinh. Ông dự định vạch ra các bước và tìm kiếm các nguồn tài chính ổn định để đạt được mục tiêu. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cho biết suy thoái kinh tế có thể tiếp tục sang năm tới trong một dự báo tồi tệ khác cho nền kinh tế toàn cầu. Phát biểu với Sky News, Giám đốc Ngân hàng Thế giới David Malpass cho biết khó có thể chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong hai năm tới do lạm phát dai dẳng và đầu tư yếu. Tuy nhiên, ông kêu gọi các chính phủ tránh cung cấp cứu trợ tài chính một cách cởi mở. Ông cho rằng sẽ tốt hơn nếu nhắm mục tiêu các nhóm cụ thể bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi giá cao hơn trong một khoảng thời gian nhất định. Đầu tháng này, Ngân hàng Thế giới đã điều chỉnh giảm tốc độ tăng trưởng toàn cầu xuống 1,7% so với dự báo 3% cách đây 6 tháng. Islamabad đang thảo luận với Moscow về việc bắt đầu nhập khẩu dầu khí của Nga. Quốc gia Nam Á này đang bị thiếu năng lượng trầm trọng do giá dầu tăng vọt sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và Ukraine và do không đủ ngoại tệ.
Mới đây, Bộ trưởng Kinh tế Pakistan Yad Zadib đã gặp Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Sunginov tại Islamabad. Một tuyên bố chung cho biết cả hai bên đã đồng ý tăng cường hợp tác năng lượng, bao gồm thương mại và đầu tư cơ sở hạ tầng. Tuyên bố nói rằng các giao dịch thương mại dầu khí sẽ được thực hiện theo cách mang lại lợi ích kinh tế chung cho cả hai bên. Tuyên bố chỉ ra rằng quá trình sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 3. Các nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ và khí đốt của Nga để bóp nghẹt nguồn thu của nước này. Nhưng các nhà phân tích chỉ ra rằng Trung Quốc và Ấn Độ đã tận dụng tình hình bằng cách mua năng lượng của Nga với giá chiết khấu. Khách du lịch Trung Quốc đang đổ xô đến Đông Nam Á để nghỉ Tết Nguyên đán sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ các quy tắc nghiêm ngặt về COVID. Indonesia là một trong một số quốc gia trong khu vực mong đợi một lượng lớn du khách Trung Quốc. Khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần, một chuyến bay chở khách du lịch Trung Quốc đã hạ cánh xuống Bali vào Chủ nhật. Hơn 200 du khách từ thành phố phía Nam Thâm Quyến đã được các quan chức Indonesia chào đón. Đây là chuyến bay thẳng đầu tiên từ Trung Quốc đại lục kể từ khi dịch vụ hàng không bị đình chỉ vào tháng 2 năm 2020 do đại dịch. Gần 1,2 triệu khách du lịch từ Trung Quốc đã đến thăm Bali vào năm 2019. Đây là đội ngũ lớn thứ hai sau người Úc. Nhưng một hiệp hội đại lý du lịch cho biết hầu như không có du khách Trung Quốc nào sau khi đại dịch xảy ra. Hiệp hội nói rằng một khi các chuyến bay trực tiếp từ Trung Quốc đến Bali khởi động lại, có thể có tới 1 triệu khách du lịch đến thăm trong năm nay. Chính phủ Indonesia đã không tăng cường kiểm soát biên giới đối với khách du lịch Trung Quốc, quyết tâm hồi sinh ngành du lịch, mặc dù các ca nhiễm đang gia tăng ở Trung Quốc. Thái Lan là một quốc gia khác mà khách du lịch Trung Quốc đang xuất hiện trở lại. Họ đã tập trung tại các hòn đảo nghỉ mát phía nam của đất nước ở tỉnh Krabi vào cuối tuần. Cơ quan du lịch Thái Lan dự báo hơn 29.000 người Trung Quốc sẽ đến nước này từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 1. Họ đang mong đợi một làn sóng du khách thậm chí còn lớn hơn khi chính phủ Trung Quốc đã cho phép các tour du lịch theo nhóm tới 20 quốc gia, bao gồm cả Thái Lan từ đầu tháng 2. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn xem lại chương trình trên trang website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Kính chào, tạm biệt.